Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc vừa công bố số liệu GDP quý 1 tăng trưởng 6,9% với nhiều chỉ báo kinh tế khả quan, trong đó xuất khẩu thép đạt kỷ lục, hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản cũng đang rất mạnh. Tổng cục thống kê Trung Quốc vừa tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế, quý 1 vừa qua nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt mức tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn so với dự báo. GDP quý 1 của Trung Quốc đạt 2,62 nghìn tỷ đô la Mỹ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý trước thì GDP tăng 1,3%. Nguyên nhân được cho là nhờ chính phủ tăng chi tiêu công và hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp chính sách hạ nhiệt của chính phủ. Riêng trên thị trường bất động sản, tổng mức đầu tư trong quý một tăng 1 tăng 9,1% so với cùng kỳ. Tính riêng trong tháng 3, sản lượng công nghiệp tăng 7,6% với sản lượng thép đạt kỷ lục. Đây cũng là nguyên nhân khiến các quốc gia trên thế giới bắt đầu áp đặt biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc.